Chào các bạn, mình là Thuận. Vào ngày 6 tháng 10, một sự kiện Roadshow giới thiệu và dùng thử sản phẩm đầu tiên tại Hàm Tiến Mũi Né, Makita, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản có tuổi đời lên đến 107 năm. Đến thời điểm hiện tại, được thành lập năm 1915, trải qua từ động cơ motor năm 1958, Makita cho ra mắt dòng sản phẩm máy bào đầu tiên đạt cột mốc về ngành máy điện cầm tay, đa dạng mẫu mã. Hiện nay, Makita đã thành lập các cơ sở kinh doanh được quản lý trực tiếp khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2009, Makita đã thành lập công ty con lần thứ 46 tại Việt Nam và hiện nay đã và đang nâng cấp hệ thống dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng từ Bắc đến Nam và hàng trăm cửa hàng ủy nhiệm trên khắp các thành phố trên cả nước. Đến trải nghiệm, các bạn sẽ được giao lưu, được thao tác sử dụng thực tế cũng như được hướng dẫn trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm của hãng. Hãy đến trải nghiệm thực tế tại cửa hàng Thuận Lan, Hàm Tiến, địa chỉ 231 Nguyễn Đình Chiểu. Những phần quà hấp dẫn và ở mức giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm chỉ một ngày duy nhất, đừng bỏ lỡ. Nếu các bạn muốn biết thêm về thông tin cửa hàng hoặc muốn tìm hiểu thêm về thông tin của sản phẩm Makita, hãy liên hệ mình qua số điện thoại 0374549045 hoặc thông tin mình để bên dưới video. Một lần nữa, cửa hàng mình đặt tại 231 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến. Mình là Thuận, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 6 tháng 10, đừng bỏ lỡ.